Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cựu Bộ trưởng nói khi có chuyện bên cạnh Đảng chỉ còn quân đội và công an. Lần đầu tiên một cựu quan chức cấp cao có ý kiến trên báo của Việt Nam nói về tổn thất nặng nề và các sai trái trong cách chống dịch COVID-19 của Việt Nam lần thứ tư. Đó là ông cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có bài đăng trên trang Vietnamnet vào hôm 25 tháng 10. Nói thẳng về nhiều cách nghĩ mà ông cho là sai lầm khi chính quyền Việt Nam các cấp là ứng phó với làn sóng dịch thứ tư của đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Bài Vài suy ngẫm của một người ngoại đạo về chống đại dịch nói đến một hiện tượng phát biểu tiền hậu bất nhất của các lãnh đạo quan chức đương nhiệm về tư duy coi chống dịch như chống giặc, về niềm tin và về vai trò của dân trong quan hệ với các lực lượng bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ông Lê Doãn Hợp, 70 tuổi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã dùng đại từ nhân xưng là chúng ta để nói về trách nhiệm chung, ý kiến của ông có thể hiểu là một lời phê phán với các đồng chí của ông hiện đang tại chức. Dùng các hình ảnh ẩn dụ, ví dụ, lịch sử, ông nói về cách phát ngôn của các quan chức, lãnh đạo hiện nay như sau. Đúng như bốn tiêu chuẩn chọn lý tưởng của vua Lê Thánh Tông, mà quan trọng nhất là ngôn ngữ khả tin. Tạo niềm tin cho dân là tài đức lãnh đạo của tất cả bộ máy công quyền các cấp, bắt đầu từ cơ sở. Trong khó khăn, ác liệt, các mệnh lệnh chỉ huy phải trí tuệ, trách nhiệm, đúng đắn, nhất quán và thông suốt từ trung ương đến địa phương. Mệnh lệnh gì cũng phải sát với thực tiễn và hợp lòng dân. Hiện tượng cát cứ, trên bảo dưới không nghe về các chỉ thị chống dịch của chính phủ trung ương đã được cả Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra trong những tháng vừa qua. Mặt khác, trong khi một số lãnh đạo cao nhất vẫn ca ngợi thành tích chống Covid chưa từng có, ông Lê Doãn Hợp thì nói rằng chưa bao giờ trong thời bình chúng ta lại chịu tổn thất nặng nề như trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư này. Đại dịch là một thử thách nghiệt ngã đối với cả loài người và cả dân tộc ta. Đây là hình ảnh quảng bá của chính phủ với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc và bây giờ đã thất bại. Có vẻ như ông đã đặt câu hỏi về triết lý mang màu sắc chiến tranh mà báo chí Việt Nam liên tục tô hào trong thời gian vừa qua. Ông nói, ta hay nói chống dịch như chống giặc, có lẽ chỉ đúng với ý chí tinh thần như đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, vượt khó để chiến thắng dịch như chiến thắng giặc. Còn trên thực tế, chống dịch và chống giặc có rất nhiều điểm khác nhau. Chống dịch thì gần như không rõ quy luật, hoặc có mà ta chưa phát hiện ra nên khó hơn rất nhiều. Chống Covid ta luôn bị động, khó lường. Tuy không đề cập trực tiếp đến các cuộc ra quân của quân đội, công an Việt Nam để chống dịch bằng các biện pháp mà báo chí nước ngoài và mạng xã hội coi là khắc nghiệt và hàng nhất thế giới, nhắm vào người dân, ông Lê Doãn Hợp đã nhắc đến vai trò và quan hệ của hai lực lượng vũ trang này đối với Đảng cầm quyền và với nhân dân. Ông nói, là người đi từ địa phương ra trung ương, tôi có thể nói rằng khi diễn tập chúng ta làm rất tốt và bài bản, nhưng khi có chuyện xảy ra thì bên cạnh Đảng và nhà nước chỉ còn rõ nhất là quân đội và công an. Ông nói thêm, quân đội ta là quân đội nhân dân, công an là công an nhân dân, nên làm tất cả vì nhân dân là cần thiết và đúng đắn. Nhìn tới tương lai của những tháng trước, mắt ông Lê Doãn Hợp đề nghị có sự phối hợp đi kèm lòng tôn trọng khu vực kinh tế tư nhân và cần bình tĩnh nhìn nhận lại để có cách ứng phó tốt nhất trong tình hình mới vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 13 tháng 10 tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh. Vẫn còn ít hãng xe đăng ký hoạt động, do đó một số người dân chưa thể mua vé về quê. Theo ông, chống dịch cần thay đổi tư duy và coi kinh tế đất nước như dòng máu lưu thông trong cơ thể con người. Nếu bị ách tắc thì kinh tế khó phát triển và sự sống con người cũng sẽ bị đe dọa. Với con số tử vong vì Covid cao tại Đông Nam Á, các lãnh đạo Việt Nam đã có thái độ xin người dân lượng thứ và cũng chỉ ra lỗi của hệ thống chính trị, như lời Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nêu ra gần đây. Vì thế, những phát biểu của ông Lê Doãn Hợp có thể không hẳn là mới, chỉ đầy đủ và sâu rộng hơn mà thôi. Phát biểu mạnh khi về gần với dân. Tại Việt Nam có hiện tượng nhiều quan chức cấp cao sau khi đã nghỉ hưu mới dám phát biểu mạnh.
Họ hoặc có thể là thực sự khi về với gần dân nên thay đổi nhãn quan, hoặc do đã nghỉ hưu nên bớt bị kiểm soát bởi các nguyên tắc hà khắc trong Đảng Cộng sản Việt Nam và có cơ hội nói công khai, bày tỏ tư duy về các chủ đề thời sự. Bài viết của ông Lê Doãn Hợp nhận được nhiều bình luận của độc giả Việt Nam trong mục tiêu điểm của tuần Việt Nam trên trang Vietnamnet. Đây là hình ảnh đoàn người từ phía Nam về quê tránh dịch tạm dừng chân trên đèo Hải Vân giữa đêm khuya lạnh lẽo. Một số ý kiến khen bài là lý luận hay, đúng, hoặc bài viết có gần như cơ sở sơ kết công tác tổng chống dịch đợt 4 vừa qua. Nhưng cũng có người cho rằng bài báo chưa đủ ý, cảm nhận của tôi về đại dịch còn có thêm vấn đề có những thành phần trong xã hội lợi dụng tình hình để làm giàu bất chính. Các vấn đề làm ăn to nhờ dịch có vẻ chưa thấy trên truyền thông Việt Nam đăng tải nhiều, hoặc lãnh đạo nào đương chức hoặc đã về hưu lên tiếng. Và kèm với nó là kinh tế đối diện rất nhiều khó khăn sau thời giãn cách. Kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh xung quanh gỡ phong tỏa đầu tháng 10, sau hơn 5 tháng thực hiện chỉ thị 16, đã xuất hiện nhiều đoàn xe máy đổ về quê. Gần thì về các tỉnh miền Đông, miền Tây, xa thì về các tỉnh miền núi ở phía Bắc. Thành phố Hồ Chí Minh ước tính không chính thức có khoảng 1,3 triệu người đã rời thành phố về quê trong nửa đầu tháng 10 vừa qua. Tất nhiên, Tổng cục Thống kê chưa thể cập nhật tình hình nêu trên, nhưng số liệu chính thức ban đầu đã đưa ra hồi còi báo động về an sinh xã hội và nạn thất nghiệp cao chưa từng có ở Việt Nam. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động của quý này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, lên tới khoảng 1,8 triệu người. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở thành thị là khoảng 5,3%, cao hơn so với nông thôn khoảng 3,9%. Hàng triệu lao động khu vực phi chính thức không còn cơ hội tìm được việc làm, kể cả tạm thời. Trong quý 3 năm nay, có tới 23 tỉnh phong tỏa để chống dịch. Cả nước có 4,7 triệu người mất việc làm, trong đó có 1,7 triệu người thất nghiệp, tăng 532.000 người so với quý trước. Thu nhập của người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn hơn 4 triệu đồng một tháng từ mức hơn 9 triệu, mức giảm sâu nhất được ghi nhận trên cả nước. Đây là hình ảnh từ hôm 26 tháng 10, giá xăng đã lên mức 23.338 đồng một lít, cao nhất trong 7 năm qua, trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng toàn cầu và quỹ bình ổn giá của Việt Nam đang bị âm. Nguyên nhân do thành phố Hồ Chí Minh giãn cách quá lâu làm tỷ lệ lao động mất việc trong khu vực chính thức giảm mạnh. Quan chức của Tổng cục Thống kê lý giải như vậy. Và báo cáo về lao động việc làm trong quý 3 tháng 9 đầu năm nay, cơ quan thống kê quốc gia đã dùng những từ ngữ biểu cảm thay vì trung tính như thường lệ rằng tình hình lao động việc làm tồi tệ hơn, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên ở mức cao nhất chưa từng thấy, thu nhập bình quân tháng của người lao động sụt giảm nghiêm trọng, vân vân. Song, điều đáng lo ngại theo nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung, các động lực tăng trưởng đang suy giảm. Ví dụ, tăng trưởng doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm trước suy giảm rất mạnh. Chỉ số PMI là công nghiệp chế biến và chế tạo giảm sâu. Đầu tư công suy giảm, đầu tư tư nhân tăng chậm, vùng động lực phía Nam đang yếu dần. Tốc độ GDP và các lĩnh vực vùng động lực phía Nam lại thấp hơn cả phía Bắc. Như vậy, với GDP ước tính đạt 3% năm nay và 2,91% năm 2020, tốc độ tăng GDP trong 2 năm liên tiếp giảm sâu so với mức bình quân mỗi năm và giảm sâu nhất trong 3 lần nền kinh tế lâm vào khủng hoảng kể từ sau thời kỳ đổi mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2021 với bản tin COVID-19, cựu bộ trưởng nói khi có chuyện bên cạnh đảng chỉ còn quân đội và công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.